Thưa quý vị, ngày 8 tháng 9, huyện Mỏ Cày Nam sẽ tổ chức lễ công bố quyết định công nhận xã Thành Thế A đạt chuẩn xã nông thôn mới, trong niềm vui của cả hệ thống chính trị và nhân dân địa phương. Qua 12 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng chung sức của nhân dân, diện mạo nông thôn trên địa bàn xã Thành Thế A đã có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng cao. Tháng 8 vừa qua, Thành Thế A được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới. Đây cũng là địa phương cuối cùng về đích nông thôn mới của huyện Mỏ Cày Nam. Đây là thành quả của quá trình nỗ lực phấn đấu của địa phương và nhân dân khi đoàn kết một lòng, quyết tâm đổi mới tư duy, cách làm, lối sống. Dân mình đây cũng cho bằng lộ làng, ha, đèn đường, đèn lộ rồi đó, cũng phát triển. Thứ nhất, cái thứ hai nữa thì cũng trạm xá thì hôm nay cũng hoàn tất hết rồi, cũng thấy cũng ok. Giao thông nông thôn thì bản thân và vận động nhân dân cùng nhau để mà hiến đất, rồi là hiến hoa màu, để đóng góp ngày công để xây dựng các cái tuyến đường để mà đạt cái chuẩn đó là nông thôn mới. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Thành Thế A huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy chính quyền địa phương. Để về đích nông thôn mới theo đúng lộ trình, xã đã phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên ban chỉ đạo phụ trách từng chi bộ, từng lĩnh vực để triển khai thực hiện. Xã còn có 8 cái tuyến đường DA, thì nói chung là nói liền ở các ấp trên cái địa bàn của xã cũng như trong huyện. Còn về cái tuyến đường sông á, đường thủy á, thì ở xã là có 2 cái tuyến sông, sông Cổ Chiên và sông Tân Điền. Thì nói chung là giao lưu đối với các tỉnh, còn đối với ngay chỗ có 2 cái tuyến sông cả Trác lớn và cả Trác nhỏ chạy dọc theo cái địa bàn của xã, thì nói chung là có rất nhiều cái thuận lợi trong cái giao lưu hàng hóa vận chuyển về đường sông cũng như đường bộ. Xác định tuyên truyền vận động là khâu then chốt, những năm qua cấp ủy chính quyền xã thường xuyên tổ chức triển khai quán triệt các văn bản hướng dẫn với nhiều hình thức để người dân hiểu được quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, từ đó cùng chung tay đóng góp tiền của tham gia xây dựng nông thôn mới, hăng hái chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, từng bước nâng cao thu nhập. Ở đây không có nhà văn hóa thì cô với nhà bên cạnh thì cũng có hùng nhau lẫn cho miếng đất cất nhà văn hóa. Với thứ hai nữa thì nhà nước có hỏi là bằng đường lộ rồi qua bên Cồn Bển, thì cô cũng hứa là cho bằng lộ khúc này với lại cho nâng cầu ra. Gia đình nó cũng dọn dẹp thì với cùng bà con để phát quang bụi rậm cho sạch, để cho bà con ta đi du lịch đó, để người ta nhìn thấy cái quê hương mình cho nó sạch đẹp. Bên cạnh các giải pháp hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất thông qua việc tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, xã Thành Thế A còn tập trung xây dựng tổ hợp tác, hợp tác xã trên lĩnh vực nông nghiệp, tập trung sản phẩm chủ lực là cây dừa. Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cũng phát triển dựa trên nguyên liệu từ dừa và tiềm năng thế mạnh của địa phương như may mặc, xe chỉ sơ dừa và thảm, gói kẹo, sửa ghe, cưa xẻ gỗ, đan ghế nhựa. Hiện trên địa bàn xã có 132 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp và 10 doanh nghiệp. Cái vấn đề mà giao thông nông thôn á, rất là tốt, rồi tạo điều kiện cho mấy cái công ty, mấy doanh nghiệp, mấy cơ sở hoạt động tốt hơn và giảm được cái chi phí. Cồn Thành Long thuộc ấp Thành Long sở hữu vẻ đẹp hoang sơ yên bình, nguồn cung thực phẩm sạch dồi dào, địa thế giao thông thủy bộ khá thuận lợi, có nhiều tiềm năng phát triển các loại hình du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp, nghỉ dưỡng. Huyện đã xây dựng đề án phát triển và kêu gọi đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái Cồn Thành Long, góp phần tạo điểm nhấn trong liên kết du lịch, một hành trình 4 điểm đến trên Cù Lao Minh. Hiện nay, xã đang phối hợp với các ngành huyện triển khai thực hiện đề án. Người dân phải nói là rất mừng, phấn khởi, thì đó là cái khát vọng của người dân. Bởi vì thật ra xây dựng nông thôn mới thì người dân là hưởng thụ, thì người dân đã thấy được cái là cái quyền lợi của người ta, thì thật ra người ta là tham gia tích cực, thì từ đó đến nay bộ mặt nông thôn phải nói là khởi sắc. Xã Thành Thế A ngày nay như khoác lên mình chiếc áo mới, với kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội phát triển, hệ thống đường giao thông, trường học, các thiết chế văn hóa thể thao, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, mạng lưới điện được phủ khắp, 100% hộ dân sử dụng điện thường xuyên an toàn, cùng với hệ thống y tế, giáo dục, thông tin liên lạc, truyền thông hoạt động hiệu quả, tạo ra diện mạo mới cho xã. Đời sống nhân dân trên địa bàn ngày càng nâng lên cả vật chất và tinh thần. Năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều dưới 3,8%, thu nhập bình quân đầu người trên 53,4 triệu đồng. Xây dựng nông thôn mới này muốn đạt được thì để giữ vững thì ngay chỗ nâng các từng tiêu chí, đặc biệt là trong cái hướng tới sẽ làm sao cho người dân có cái ý chí
tự lực, tự cường, tự cái vươn lên để chúng ta thực hiện đạt được những cái tiêu chí để nâng được các cái dân các cái tiêu chí. Xây dựng nông thôn mới là quá trình lâu dài, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Mặc dù các tiêu chí đã đạt nhưng xã Thành Thế A xác định việc nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới là việc làm thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Thời gian tới, xã tiếp tục hỗ trợ tạo điều kiện, động viên người dân thực hiện vai trò làm chủ, nhằm khơi dậy tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường, tiếp tục phấn đấu xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao.